Hello, và chúng tôi đang ở khu chợ Á Đông Supermarket là đối diện với Phước Lộc Thọ nha, Little Sài Gòn, California, quận Cam. Nơi đây là có rất nhiều cơ sở làm ăn buôn bán của người Việt. Và sau lưng tôi là đại lộ Bosa. Đây là đại lộ Bô Sa đây. Bên kia là Phước Lộc Thọ. Đó, ở đây thì quý vị không cần phải nói tiếng Anh nha. Tại quận Cam, Los Angeles và San Diego thì có khoảng hơn 300.000 người Việt tại đây, người Mỹ gốc Việt nói chính xác hơn. OK, Vinny Trần từ Little Sài Gòn nha, California, quận Cam. Bye bye. Dạ, tiếp tục tại Little Sài Gòn nha. Cô đi đâu rồi đó, don't worry. Hủ tiếu thanh xuân. Everything. Đi giùm cái ha. Rồi, đi giùm cái. OK. Đó, đi giùm cái.